Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh độ sáng và độ tối ở trong game GTA Online nha. Ok, để các bạn có thể chỉnh độ sáng ở trong GTA Online thì các bạn phải vào GTA Offline nha các bạn. Thì các bạn vào game thì các bạn có thể xem. Bây giờ setup của mình là sáng hết và bây giờ mình sẽ giảm cái độ sáng lại để cho cái game nó đẹp hơn nha các bạn. Ok, thì mình vào ESC, mình vào setting và mình vào display ở trong GTA Offline. Ở đây có phần Vice Net. Thì ở trong GTA Online nó sẽ không có nha các bạn. Thì các bạn chọn vào phần này thì các bạn giảm cái độ sáng nó xuống tầm 50% thôi nha các bạn. Và các bạn confirm thì game nó sẽ đẹp hơn một xíu đây. Ok, game nó sẽ trong thực tế hơn nha các bạn. Và video của mình đã kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chào tạm biệt các bạn. Bye bye, chúc bạn thành công. Peace.